Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải xin gửi đến quý vị và anh chị em một nơi chốn rất đặc biệt mà chắc chắn quý vị và anh chị em rất quan tâm. Đó là cái ao mà ngày xưa người ta chém cha Francisco Xavier Trương Bổ Diệp và người ta đã ném xác của ngài xuống cái ao này. Ngày hôm nay Quang Hải xin quay một vòng cái khung cảnh này cho quý vị và anh chị em xem biết là cái nơi này có đặc thù như thế nào. Nếu quý vị và anh chị em quan tâm thì chúng ta hãy đến nơi này để đọc kinh cầu nguyện xin ơn. Vì Quang Hải biết rằng nhiều người đã được ơn từ sự cầu bầu của cha Francisco Xavier Trương Bổ Diệp. Khi Quang Hải đến đây thì hỏi nhà người ta, nhưng mà người ta có vẻ là người ta không thích mình đến đây để mà đọc kinh cầu nguyện. Không, Quang Hải không biết lý do như thế nào. Nếu quý vị đến đây thì quý vị và anh chị em có thể đi từ hướng ở phía đằng kia, ở bên kế cái hông nhà, rồi sau đó có một cái đường hẻm nhỏ, quý vị vào đây và đứng ở bên kế một cái con mương nhỏ, rồi từ bên này rồi quý vị có thể nhìn sang bên kia, chỉ cách nhau khoảng cỡ 15 mét thôi thì quý vị có thể thấy được cái ao mà ngày xưa xác của ngài đã ném xuống cái ao nhỏ như thế này. Quang Hải sẽ quay một vòng cho quý vị và anh chị em có thể biết được khung cảnh như thế nào. Cảm ơn quý vị và anh chị em đã đồng hành với kênh Quang Hải, và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.